Hùng Pro Kiêu Ngạo. Cô giáo đang đọc truyện Ba Chú Heo Con cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin ít rơm. Bác ơi, cháu xin ít rơm nhé. Cô giáo dừng lại hỏi: các con có biết bác nông dân nói gì không? Tèo giơ tay: thưa cô, bác ấy bảo trời ơi, một con heo biết nói. Kết quả học tập dù tốt hay xấu vẫn không thể làm thay đổi quan hệ huyết thống. Tại sao có học hành nghe gây chểnh mảng thế hả? Kết quả ngay càng tệ hại. Cậu con trai cuối gặp mặt tí nghiến răng: ngày mai con mà bị điểm thấp lần nữa thì đừng gọi ta là bố nữa. Cậu trai tí run rẩy đáp: bố bình tĩnh, ngày mai chỉ là kiểm tra bình thường thôi, chứ không có kiểm tra ADN đâu ạ. Doanh Doanh chuyển đến một trường mới đại học. Lúc đi, mẹ dặn: con ơi, con không được khoe khoang với người ta là nhà mình giàu có nhé, phải thật khiêm tốn con nhé. Dạ thưa mẹ, con biết. Xong con bé đi học, trong lớp ông thầy bảo: hôm nay các em phải làm tập làm văn, đề là nhà của tôi. Trên bài làm của mình, bé Danh Danh viết như thế này: tôi tên là Danh Danh, nhà tôi nghèo lắm, ba tôi cũng nghèo, mẹ tôi cũng nghèo, cả người xuất viện nhà tôi cũng nghèo, trong nhà tôi có rất nhiều nhu tâm công mà cũng nghèo lắm. Một cậu bé vô tình làm đổ cái xe chở ngô. Người hàng xóm nghe thấy tiếng động liền bảo: này, tí, không sao đâu, sang đây ăn cơm với bác, rồi lát nữa bác lật lại xe cho. Bác thật là tốt, nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích. Vớ vẩn, sang đây. Thấy người hàng xóm có lòng, tí cũng nhận lời: dạ được, nhưng mà thể nào bố cháu cũng ghét. Sau bữa cơm thân mật, tôi cảm ơn người hàng xóm tốt bụng và nói: cháu cảm thấy thật thoải mái hơn rất nhiều rồi, nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm. Người hàng xóm mỉm cười: đồ ngốc, thế bố cháu ở đâu? Dạ, dưới cái xe ạ.